Chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với channel mới của mình Hoàng Mỹ Game đây. Thì như đã hứa bạn, ngày hôm nay mình sẽ ra thêm cho bạn bản FIFA 24 phiên bản Ultra V2 dành cho bản 1.54.1 mới nhất của FIFA nha. Thì đó Ultra nó phù hợp với những con máy yếu, RAM thấp từ 1 GB thì bạn có thể giảm lag khá tốt đối với bản Ultra nha. Thì Ultra đã được tối ưu khá là nhiều thứ rồi nên bạn nhớ xem kỹ video trước khi cài đặt cho máy nha. Còn bây giờ thì nếu bạn đang sử dụng FIFA của mình, đang xem kênh của mình thì nhớ để lại cho mình một like, một cái comment ở phần comment video nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì đến với Intro thôi. Chúng ta sẽ nhìn sơ qua về bản Ultra V2 này một xíu nha các bạn. Thì Philat Ultra cho bạn nào chưa biết á, thì nó là một cái bản Philat mà có nhân vật mặc định và đồ mặc định. Tất cả các người trong map đều như bạn hết nha. Là khi chọn nhân vật nam thì thành Adam, nữ thành Eva. Nhưng mà kỹ năng nhân vật các thứ đều giữ lại hết. Nói chung là chỉ về phần hiển thị thôi. Còn đồ thì tất cả đều về chung một bộ đồ mặc định hết. Đây các bạn có thể thấy này. Đây, tất cả các người trong map đều có con nhân vật như thế này. Thì nó sẽ giúp bạn giảm lag tốt hơn rất là nhiều. CPU bạn đỡ đi một phần xử lý đồ họa trong game nha. Thì những con máy yếu sẽ rất là phù hợp với bản Philat này. Ok, tiếp tục là vẫn còn lại cho bạn được sự kiện này, nói chung là tham gia sự kiện bình thường hết á, có vật phẩm này, rồi thính nữa chạy các thứ đấy, rồi skin súng các bạn vẫn dùng bình thường hết. Thì nếu bạn không thích những bản flash như thế này thì bạn có thể sử dụng flash thường, các bạn lên trên kênh của mình đó có những bản flash không hề xóa đồ như thế này thì bạn có thể lựa chọn để xài. Thì các bạn lên kênh mình để xem thêm nha, nếu bạn nào mà không muốn sử dụng flash Ultra, xem kênh mình lần đầu á, muốn sử dụng flash khác thì có thể dùng thử như bạn kia. Ok, còn tiếp tục là xóa banner quảng cáo và nền này, xóa full những hiệu ứng glass, hiệu ứng bo các thứ cho bạn này, xóa một số cái âm thanh trong game, tối ưu file game, ổn định FPS cũng như là giảm lag hiệu quả. Thì đó là sơ qua về bản Philat lần này. Để có thể tải nó về máy, các bạn sẽ kéo phần mô tả video giúp mình có để đường link dẫn trang web này đó nha. Các bạn bấm vào xuyên trang web này ra, xong bạn kéo đến phần tải về, bấm cho mình vào nút tải về đây nha. Link download các thứ mình để phần mô tả hết cho bạn đó. Ok, sau khi bấm vào tải về rồi hiện thêm một trang mới như thế này để chúng ta hãy tiến hành lấy link nha. Tại cái trang lấy link này, các bạn sẽ thấy có phần chạy dây đây và bạn phải đợi phần này chạy xuống 0 giây thì bạn mới lấy link download. Còn nếu bạn muốn tải nhanh, các bạn bấm cho mình vào nút tải nhanh ở đây. Để xem mở thêm một trang mới tương tự như thế này nữa và bạn có thể ủng hộ cho mình bằng cách like cho mình một cái quảng cáo trang này. Cảm ơn bạn rất nhiều luôn. Xong thì bạn quay trở lại trang này rồi bạn bấm vào tải nhanh, nó sẽ chạy 0 giây cho bạn rất nhanh, thấy chưa? Ok, sau khi chạy 0 giây nó hiện ra những chữ tải về như thế này, bạn đã hay download Flash về rồi. Thì đây sẽ có cho bạn bản Flash này, ở dưới này có thêm cho bạn một ứng dụng hỗ trợ giảm lag FIFA của Megame Studio còn nữa. Nếu bạn muốn giảm lag tốt hơn này, giảm văn game và đứng hình hiệu quả hơn, các bạn nhớ sử dụng kèm ứng dụng này nha. Tại vì khi mà máy các bạn nó đã yếu rồi mà các bạn không biết tối ưu nữa thì bạn cặp flash vô hiệu quả nó cũng không được cao được, nên là bạn phải sử dụng thêm ứng dụng này để nó tối ưu game này, rồi tối ưu thêm cái điện thoại của bạn thêm một lần nữa trước khi chơi, giúp bạn nhắm mắt tốt hơn rất nhiều nha. Các bạn bấm vào tải về đây nè, nó sẽ mở xe lại lên để bạn download ứng dụng này về. Còn một hồi mình sẽ nói về nó sau. Ok, còn bây giờ mình sẽ tải flash về máy nha, mình bấm vào tải về đây thì nó mở Medify lên thôi. Thì tại đây quen thuộc rồi đúng không, các bạn chọn vào nhìn vào nút này để tải flash thôi. Ok, bây giờ chúng ta chỉ cần ngồi đợi nó tải flash về máy thôi nha bạn ơi. Rồi thì sau khi tải về xong bạn hãy thoát luôn trình duyệt này ra nha. Ok, bây giờ sẽ đến bước khá quan trọng với những cài đặt Flash nha. Ở đây mình sẽ sử dụng phần mềm là Jasper để có thể dễ đánh file cũng như là cài đặt Flash. À, bạn hãy sử dụng bất cứ phần mềm dễ đánh file nào bạn biết xài. Còn không thì bạn lên trên CS Play gọi đúng cái tên ứng dụng này ra. Các bạn tải về thao tác cho mình cho dễ nha. Còn đây là FIFA Booster hồi nãy mình có nói nè. Link mình có để trong bài viết cũng như là phần mô tả video cho bạn nha. Nó là game Booster dành riêng cho tựa game FIFA này, có những tối ưu rất là tốt cho FIFA cũng như là điện thoại của bạn nữa. Và lần trước khi chơi bạn mở lên để cho nó chạy trước sẽ tối ưu game này, tối ưu máy, xong nó sẽ mở game cho bạn sau, giúp bạn giảm lag tốt hơn rất là nhiều so với việc các bạn chỉ sử dụng Flash nha. Các bạn link download mình có để phần mô tả video cũng như là trong bài viết này cũng có đó, hoặc là bạn lên trên CS Play các bạn gõ FIFA Booster My Game Studio cũng ra. Ok, còn đây là game Booster game bên quanh dành cho những tựa game khác nữa như là Liên Quân, PUBG, Canoty các thứ và FIFA Max luôn cũng có thể dùng được nha. Thì cái game Booster này mình cũng để link ở phần mô tả cho bạn, các bạn nào muốn dùng thì có thể dùng. Ok, còn bây giờ mình sẽ mở Jasper lên để hướng dẫn các bạn cách cài đặt Flash thôi. Rồi sau khi mở được phần mềm lên các bạn sẽ thấy giao diện thế này. Đầu tiên bạn vào cho mình thư mục Android nha, lưu ý vào đúng giúp mình nha các bạn. Xong tiếp tục bạn vào cho mình thư mục data đây. Ok, tại đây bạn kéo dưới xíu bạn thấy một cái thư mục là cơm chấm đê tết FIFA này. Thì file này là file gốc của FIFA cũ mà đã cài đặt cho máy nha, bạn tiến hành xóa đi cho mình cái là nhắn giữ cho nó. Ok, chọn cho mình phần xóa như này nha. Rồi thì sau khi đã xóa xong được á, các bạn sẽ quay trở lại bộ nhớ thiết bị cho mình nha, bằng cách là bấm trên này nó sẽ xóa xuống chọn cho mình bộ nhớ thiết bị thôi. Ok, tại đây bạn kéo dưới xíu bạn thấy một cái thư mục là thư mục download này, thấy không? Các bạn vào cho mình thư mục download này và các bạn sẽ thấy bản Philat Ultra V2 mà bạn vừa download về nãy nè. Các bạn tiến hành giải nén cái thư file này ra bằng cách là bấm vào nó. Lưu ý lần này các bạn chỉ bấm một lần thôi nha, không cần giữ vào màn hình đâu nó mới hiện như thế này. Các bạn chọn cho mình dùng giải nén vào tên lưu trữ ở giữa này. Đấy. Rồi giải nén xong các bạn thấy một cái thư mục mới hiện ra này, đó chính là bản Philat Ultra V2 này, thấy không? Các bạn vào cho mình cái thư mục này và cắt cho mình cái file Philat trong này thôi. Đây, cộng chấm để tết trong file, nhấn giữ vào nó nha. Rồi chọn cho mình phần cắt ở đây.
cắt được cái file này rồi, các bạn quay trở lại bộ nhiếc bị lần nữa nha, bằng cách là bấm trên này sổ xuống trong bộ nhiếc bị thôi, tương tự hồi nãy đó. Xong bạn quay trở lại đường dẫn này, cái số file này, vào lại cho mình thư mục Android này, xong bạn vào lại cho mình thư mục data này. Ok, tại đây mình tiến hành dán flash cho mình, ở đây sẽ có hai nút để các bạn dán nha, bạn bấm nút nào cũng có thể dán được hết. Rồi dán xong bạn kéo dưới xíu, bạn thể cầm nhóm delete cho free file hiện ra trở lại là bạn đã cài đặt flash thành công rồi. Ok, đó là video mà mình chia sẻ nhanh cho bạn bằng flash này. Nếu bạn thấy bạn flash này hiệu quả, video của mình kết cho bạn, cho mình xin một like đăng ký kênh, cảm ơn bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì mời các bạn đến video test bằng flash này xem nha. Bye bye, như là anh Kim hộ mình nha. Thank you.
Thank you.